Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường và Bất Động Sản. Ngày hôm nay Tường mang đến là tại thị trấn Nhà Bè, đường xe hơi có thể tránh nhau và giá khá là tốt, chưa tới 5 tỷ nữa, cụ thể là 4 tỷ 850 triệu. Và căn nhà này thì sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi, có thể xách vali vào và ở được ngay, khá là đầy đủ về nội thất ở bên trong. Và được thiết kế một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ và chúng ta có một cửa hậu rất thoáng và mát nha. Và hướng của căn nhà đó chính là hướng đông, và hãy cùng Tường tham quan căn nhà ngày hôm nay. Và đầu tiên thì Tường sẽ giới thiệu con đường ở phía trước. Với đường này á, thì mọi người thấy rồi đó, xe hơi di chuyển tránh nhau thì rất là thoải mái. Đường á, thì sạch sẽ, thông thoáng, rộng 7 mét. Thì đường ở đây thì chúng ta cũng có thể đi được nữa nè. Khu ở đây thì Tường thấy là dân trí khá là tốt, cao cấp, nhà đẹp, khu văn minh, hiện đại, sang. Và tuyến đường là một tuyến đường thông, tuyến đường bàn cờ, thuộc thị trấn Nhà Bè, đường Quỳnh Tấn Phát, cụ thể là hẻm 2279 cũ. Bây giờ thì đổi tên thành là Nguyễn Thị Hương rồi. Và căn nhà Tường mang đến với mọi người ngày hôm nay là ở ngay căn góc nha, không bị lộ giới, bởi vì là đường ở bên hông đây là đường lối đi nội bộ cho những căn ở bên trong, ít lắm, khoảng chừng là 6 căn thôi. Và căn nhà ngày hôm nay Tường mang đến với mọi người tọa lạc tại hẻm số 2279 nha. Một trệt, 2 lầu, không có sân thượng nha mọi người. Căn nhà thì mới vừa sửa lại, sáng, đẹp, có thể là vào ở được ngay. Và ở phía bên hông thì chúng ta có chừa khá là nhiều cửa sổ và một cửa hậu ở phía sau. Căn nhà này thì với giá là 4 tỷ 850 triệu, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, có hỗ trợ thêm phần vay vốn của ngân hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào không gian bên trong. Ở bên ngoài, lớp bảo vệ đó chính là cửa sắt, cửa mở 4 cánh. Và một khoảng sân nhỏ chúng ta có thể đậu được vừa 4 chiếc xe máy hoặc là 5 chiếc thì hơi chật nha. Và ở bên trên á, thì gia chủ cũng làm khung sắt bảo vệ đầy đủ về an toàn cho gia đình cũng như là các thành viên trong gia đình. Và một bộ cửa sắt, cửa mở 4 cánh nữa với dạng kính, đó chính là cửa chính của căn nhà. Và bây giờ thì Tường sẽ dẫn mọi người đi vào tham quan bên trong không gian phòng khách với diện tích là 20 m², cũng đã được gia chủ trang bị đầy đủ về nội thất nè, rồi tivi, kệ tivi và đèn trang trí thì đầy đủ hết nha. Có đèn chùm ở giữa nè, rất sáng và đẹp. Thì cũng đã trang bị lắp đầy đủ camera giám sát từ trước cũng như là phòng khách, không gian đầy đủ hết, nên là chúng ta có thể quan sát dễ dàng hơn. Và vị trí phòng khách thì gia chủ có tặng một bộ sofa nhỏ xinh xắn. Và bây giờ thì hãy cùng Tường tiến vào không gian bên trong, đó chính là không gian bếp. Với vị trí không gian bếp độ khoảng là 20 m², có một bộ bàn ăn nè, gồm 6 ghế bàn gỗ và một vệ sinh nhỏ gọn xinh xắn được thiết kế ở phía dưới cầu thang, tiết kiệm không gian cũng như là diện tích của căn nhà. Chúng ta sẽ có tủ bên trên kết hợp tủ ở phía dưới. Trần thì cũng đóng đẹp, trần thạch cao, có tủ lạnh và máy giặt đồ đầy đủ hết nha. Về bồn rửa thì cũng được là sử dụng bồn rửa đôi với màu là inox. Tông màu thì đa số là màu đen nhiều. Và chúng ta sẽ có một cửa hậu ở phía sau nè. Khi mà nấu nướng thì mở cửa ra thì nó cũng thoáng, không có gây mùi, ảnh hưởng đến toàn bộ căn nhà nha. Còn ở vị trí lầu đầu tiên thì chúng ta sẽ tham quan hai phòng ngủ. Và vệ sinh thì cũng được gia chủ thiết kế ở phía bên ngoài là dùng cho hai phòng. Đây là không gian vệ sinh. Thì Tường thấy được thiết kế cũng như là chừa diện tích tương đối là rộng, thoải mái. Ốp tường thì cao, đèn sáng, sạch sẽ. Và đến với phòng ngủ đầu tiên, Tường thấy diện tích là 16 m², khá là rộng. Phòng ở phía trước thì được có là cửa sổ nè, kết hợp là cửa ban công, nên là rộng, thoáng mát, dễ chịu hơn. Được để trống hoàn toàn, về chúng ta có thể là mua thêm một số đồ nội thất để thiết kế thêm.
Và phòng ở phía sau với diện tích là cũng khoảng là 16 mét vuông, cũng được để trống hoàn toàn luôn. Về chúng ta tha hồ mà thiết kế nha. À, có một cửa sổ nè, bởi vì bên hông nhà của chúng ta là có một cái lối đi nên là chừa cửa sổ cho mát cũng như là có gió. Và hãy cùng tường tham quan vị trí cao nhất, đó chính là lầu số 2. À, nhà chúng ta thì không có sân thượng nhưng mà gia chủ vẫn có chừa một cái giếng trời ở ngay giữa trung tâm nhà để có thêm phần ánh sáng. Ở lầu số 2 thì gia chủ sẽ thiết kế như thế nào đây? Thì tường thấy là có một phòng ở phía trước và một vệ sinh ở ngay đây. Cũng giống như là vệ sinh ở phía dưới đó mọi người ơi. Và phòng với diện tích thì cũng khoảng là 16 mét vuông. Có cửa sổ nè, rồi cửa ban công. Căn nhà của chúng ta là thuộc hướng đông, thì là đông tứ trạch. Khu ở đây thì tường thấy khá là yên tĩnh, văn minh, hiện đại. Với giá là 4 tỷ 850 triệu. Vẫn còn thương lượng nữa nha. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi. Và ở phía sau đây thì chúng ta sẽ có một phòng nhỏ, khoảng 15 mét vuông. Và có cửa sổ nè. Và gia chủ có thiết kế một cái cầu thang để đi lên trên cái phần máy đúc ở bên trên. Chúng ta sẽ có thể dễ dàng sửa bồn nước, năng lượng mặt trời hoặc là kiểm tra mái nhà ở bên trên nha. Và mọi thông tin cũng như là thắc mắc thì mọi người hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường về mặt video. Tường cũng xin được kết thúc ở đây. Mọi người hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tường để cập nhật thêm những căn nhà, những bất động sản khu vực Nam Sài Gòn phù hợp với mọi người, phù hợp với tài chính của mọi người nữa. Chào tạm biệt, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.